Chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời Của Mình nha. Có thể nói là những cái động thái khá là mới bên phía mẹ con cô chú gái. Mẹ con cô chú gái thì có những cái động thái hoàn toàn trái ngược. Bên phía bà Sáu thì coi như là cũng đang muốn buông bỏ, thực sự là cũng khả năng là coi như là không thể cứu vãn được tình hình. Nhưng mà đặc biệt ở đây là cô cháu gái, trong một cái phiên livestream khá là mới của cô ta thì cô ta cũng tiếp tục lên gọi như là nói chuyện đạo lý, nói chuyện đạo lý và nói là cái kiểu ý như là nói là tao họ gì thì kệ mẹ tao, nhưng mà tao vẫn 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 là người có quyền được vẫn muốn trở về căn nhà số 5 của ông, gọi như là ông cậu của mình. Thì nhiều khán giả cảm thấy khá là bức xúc khi mà cái cô này không biết là thấy nhục nhã, không thấy nhục nhã hay chị sao mà không biết dựa vào đâu mà cứ vẫn gọi như là hơn thua, khi mà rõ ràng những giấy tờ pháp lý hiện tại là bên tòa án cũng như cơ quan chức năng đã thừa nhận ông cố nghệ sĩ là không có vợ nhưng mà chỉ có một đứa con duy nhất, đó là chị Võ Thị Hồng Loan. Thì trong cái video clip này cũng có cái sự tham gia của bí của chú khán giả, chú sẽ chia sẻ và phân tích những cái quan điểm ý kiến của mình về cái trường hợp của cô cháu gái. Con xin mời chú đóng góp ý kiến Dạ, trước tiên tôi chào anh và tôi chào bà con trên cộng đồng mạng. Thì thật lòng ba cái bản án của BH á, nó đã nói, đã chứng tỏ được cái vấn đề là cái quyền di chúc, đó là đứa con hợp pháp thì được quyền hưởng tất cả cái tài sản cũng như di sản của anh Năm để lại. Đó là luật pháp đã công nhận, tòa đã tuyên án. Thì cái vấn đề đó chúng ta hoàn toàn thống nhất rồi, chúng ta ủng hộ cái bản án đó. Thì cái điều mà cô cháu gái lại là buồn cười, cũng vẫn nói là tao họ gì kệ mẹ tao, thì chắc có lẽ là cô này á, là có phải là cái họ của con người hay không, hay là có một cái loài ký sinh trùng cứ sống bám. Thì chúng ta nhớ không, cái câu chuyện mà ngôi sao nói ngôi nói lớp gì đó, thì rõ ràng chúng ta nhớ là cái câu chuyện mà anh Năm phải bỏ ra cái con kỳ lân không đó, chúng ta nhớ không? Đó thì cái là loài ký sinh trùng nó sống bám vào anh Năm, nó mới được một cái danh hiệu như vậy. Rồi á là mãi trong 3 năm Covid thì nó cũng bám vào đó, ăn ở nhà của người ta. Thì mặc dù họ nó là họ gì, họ nó đâu phải là họ của anh Năm, nhưng mà nó vẫn ăn rửa mặt, ăn và sống như một loài ký sinh trùng. Thì thật sự ra là tôi thấy rất là chạnh lòng. Rồi bây giờ là tôi những tưởng rằng là cái vấn đề BH nó đã giải quyết như vậy thì đâu đó là một con người, thì chúng ta lầm lỡ thì chúng ta quay đầu. Còn đằng này là họ vẫn mang một cái loài ký sinh trùng, rồi họ đó là không còn biết được cái giá trị cái họ của mình. Cô này là đâu phải là họ của anh Nam đâu. Rồi thế là bắt đầu cũng là kệ mẹ tao, rồi ra sức tham lam, tham hết cái này thì được pháp luật đó là chứng minh rồi, rồi được tham ra cái vấn đề khác. Từ đó là tôi thấy quá đau lòng. Còn vấn đề nói gì về người mẹ thì rõ ràng là có cái vấn đề động thái xuống nước, nghĩa là cũng hiểu được đâu đó là cái làm người, nhưng mà buồn thay do vấn đề chú nó lớn giùm con xíu nha. Nó hơi nhỏ rồi. Alo. Chú nói đi Đó rồi là buồn thay là chắc có lẽ là cái lúc mà người mẹ mà mang thai là cái hài nhi này của đứa con gái mình là vì cũng sống bám như kiểu ký sinh trùng, thành ra nó hình thành cái nhân cách từ đó đến bây giờ, nên bây giờ ra đời với một cái hình hài như vậy, với một nghề nghiệp như vậy mà vẫn mang vẫn trong lòng vẫn còn tham lam cái tài sản của ông cậu của mình. Thật sự là chua xót cho cái con người nghệ thuật. Phải giống như họ là ở một cái họ giống như mà cái cuộc sống của mà phố chợ chợ búa đó, thì chúng ta cũng không nói mềm nhai cứng nhã. Còn này họ quên hết đạo lý con người, và họ không còn tôn trọng cái họ hàng dòng họ của họ là họ gì mà để rồi là bu theo cái vấn đề tài sản của anh Năm. Thì đâu đó là cái vấn đề tôi thấy là một cái sự kiện nước cười trong cái xã hội này. Pháp luật cũng đã có cảnh tỉnh một vài cái bước chân để là chứng tỏ Hồng Loan là cái đứa con hợp pháp được hưởng là tài sản rồi, thì lý gì mà cứ cái đệm lên cái câu tao họ gì kệ mẹ tao. Thì thật sự đau lòng quá, đau lòng cho cái người con gái ấy, đau lòng cho họ biết đi là trên là nghệ thuật, họ biết là trang điểm cho là họ đẹp lên, nhưng mà trong lòng của họ thật sự là nó trái ngược hoàn toàn, nó đen tối và nó xấu ơi là xấu. Và mời anh có ý kiến
Dạ thì đó là cái động thái, đó là cái quyết định của họ thôi. Mình bây giờ cứ làm việc dựa trên pháp lý thôi. Bây giờ là coi như là không 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 còn mà suy xét vấn đề mà ở đây tình cảm, mà phải gọi là làm việc bằng lý lẽ. Thì rõ ràng thì cô ta cứ vẫn mong chờ vào cái nhà số 5, nhưng mà thực sự là bây giờ là đuối đuối lý rồi. Coi như là không còn một cái cửa hy vọng nào để trở về cái nhà số 5 nữa. Và rõ ràng mẹ cô Tam đã rất nhiều lần khuyên à, nhưng mà cô này cũng là rất là cố chấp luôn á à, thì cô nói là bây giờ em quen rồi, em không biết nhục nữa. Bây giờ khán giả người ta chửi riết là em cũng bình thường, nhưng cũng không không có gì là nhục nhã hết. Và cũng một người đồng bọn của bên phía mẹ con của họ, đó là con trợ lý, cô trợ lý. Thì cô trợ lý này thì chúng ta cũng đã biết à, cũng là một người trợ lý của nghệ sĩ thôi. Thì cô nghệ sĩ đã qua đời rồi, và cô ta cũng về nhà của mình cũng tự lập một cái bàn thờ riêng để coi như là cúng kiến này kia, và cũng còn giữ những cái di vật của cố nghệ sĩ, và đặc biệt là cái kênh YouTube của ông cố nghệ sĩ. Và trước đó thì mọi người đã biết là bên phía tòa đã tuyên là con gái của ông Năm là người được thừa hưởng tất cả những cái di sản còn lại của ông, và kể cả là kênh YouTube luôn. Nhưng mà bên phía cô trợ lý vẫn chưa có động thái là gọi như là muốn trả lại cái kênh này. Hồi xưa giờ bao nhiêu doanh thu là cô ta lấy hết. Thì chú có chia sẻ gì về riêng cái nhân vật này không ạ? Dạ thì thật lòng ra mà nói á, qua cái vấn đề á, cái vụ việc mà BH thì cho chúng ta hiểu được cái gì, tất cả những cái di sản hình ảnh hay là tài sản thì chúng ta hiểu nôm na như vậy, là đứa con Hồng Loan được hưởng trọn, không ai được quyền hưởng trong cái vấn đề đó. Thì lý gì mà tại sao á, là cái cô Oshin này vừa là Oshin đã lấy tiền rồi mà bây giờ lại nhận thừa kế, thì tôi thấy rõ ràng nó trái với luân thường đạo lý. Mình là Oshin thì mình làm công thì mình ăn lương, rồi bây giờ mình ăn luôn cả những cái tài sản di sản của mà người ta của ông chủ, thì đây là cái vấn đề tôi nó trái với đạo lý con người hoàn toàn, và nó trái với luật pháp nữa. Thì cũng mong cái động thái quyết liệt của Hồng Loan thì vấn đề là thành công trong vấn đề là BH, thì bây giờ cũng mong Hồng Loan đấu tranh về vấn đề cái kênh YouTube của anh Năm, để không khéo thì anh Năm anh cũng chạnh lòng. Cái vấn đề anh muốn yên lặng anh để lại cho con ảnh, mà lý gì mà bây giờ Hồng Loan là lý gì mà cái cô mà Oshin này là làm công ăn lương rồi nhận luôn quyền thừa kế, trong khi đó không có một tờ giấy gì để gọi là anh Năm di nguyện cho cô Oshin này là phải hưởng là cái kênh YouTube của mình. Nếu có tờ giấy đó hay có cái gì đó để chứng minh thì cái điều đó chúng ta không nói. Còn đằng này là nghiễm nhiên như vậy, bây giờ là sao còn anh Năm xuân thời, cô ấy là ô xin, sao anh Năm ra đi đi xa rồi thì cô ấy trở thành một kẻ cướp. Thì cũng mong pháp luật và cộng đồng mạng vạch rõ vấn đề đó để sớm để Hồng Loan được lấy lại cái sự công bằng, mà trên tinh thần là thượng tôn pháp luật. Luật pháp Việt Nam đã ghi rõ những vấn đề thừa kế, thì chúng ta cũng hy vọng rằng là thực hiện theo pháp luật để trở thành một người Việt Nam tôn trọng, một người tốt và tôn trọng pháp luật và tôn trọng cái truyền thống. Chứ chúng ta không thể là làm ô xin đến khi ông chủ ra đi rồi thì mình trở thành kẻ cướp luôn. Thì rõ ràng tôi thấy là cũng lại là một cái loại người cha mẹ họ cũng là không biết dạy họ để họ tham một cách bất chấp như vậy, thật sự là đau lòng quá. Còn quay lại vấn đề đó là tôi hết sức là bức xúc khi là những tưởng cái vấn đề là con người thì phải có ăn năn hối cải, phải có lương tâm. Còn đằng này cô cháu gái vẫn cái động thái đó, thì là người đời và cộng đồng mạng cũng là thật sự rất hay và rất giỏi. Mà người ta có cuộc ca để dùng một cái lời ca mà đối đáp với cái người cháu gái này đó, thì anh cũng đã nghe và bà con cũng đã nghe rồi. Tôi thương cậu, tôi con thương cái nhà của cậu, rồi con thương cái tài sản của cậu đó. Những giọt nước mắt trong đám tang đó là những giọt nước mắt gì bà con, của mẹ con cô cháu gái là tuôn trên đó là đôi mắt của mình. Đó là giọt nước mắt gì? Để giọt nước mắt tham lam. Đổ nhiều nước mắt ra để hòng che lại những cái thùng tang điếu, rồi che lại những cái tài sản của anh Năm, để hòng hòng mẹ con họ ngồi gặm nhấm để qua mắt cộng đồng mạng và cướp đi cái lẽ phải của cuộc sống và của cái xã hội này. Thì đó là cái vấn đề tôi thấy là cô sinh và cô cháu gái này thì tôi thấy rằng là gần như là cũng là ngu mã, là cũng cái loài ngu mã thôi, cũng là tham bất chấp. Chúng tôi hỏi một bên,
làm công ăn lương ô sinh á, thì lãnh lương hàng tháng hàng tuần gì rồi, rồi bây giờ người ta chết rồi là nhảy qua nhận quyền thừa kế á, thì đó là cái vấn đề tôi thấy nó cũng nực cười. Rồi á là tao họ gì kệ mẹ tao, theo đáng lẽ cha của cha ruột của cô cháu gái này mất thì cô cháu gái này làm chuyện đó là đúng. Còn đằng này đấy là ông cậu, họ nó khác nhau. Nhưng mà tại sao buồn cái là cái họ của cô ấy giờ đang mang đấy, không biết họ gì đó ạ. Họ gì anh ạ? Họ Lê à. À đó, cái họ Lê mà biết bao nhiêu truyền thống người Việt Nam chúng ta, họ Lê cũng từng làm vua chúa, từng là những anh hào, anh hùng, từng là những người tốt, tốt vô cùng. Mà bây giờ đó là cô này cũng là trong nghệ thuật. Mà tại sao họ không á là nếu cao họ tự hào cái họ Lê của họ là tốt đẹp, mà lại là một con đứa cháu họ Lê để trở thành gọi là kệ mẹ cái họ, để rồi á là nhắm mắt á là cướp giật á là thật sự là y như mà tôi mượn lời ở đây là tôi mượn lời của mà chị Bãi nha. Chị Bãi ngày xưa lên xỉa sói cộng đồng nói rằng là đồ cá tra cá vồ gì đó hở ra là đớp. Thì rõ ràng đây có phải cô cháu gái là như vậy không, chị Bãi của tôi? Không, hở ra là đớp phải không? Đớp cái BH không được. Ở là dội ra rồi giờ muốn đớp luôn cái căn nhà. Thì đó là cái điều mà tôi thấy nực cười cho cái hậu thế mà cô cháu gái mang cái họ Lê. Cũng mong cái người sanh thành ra cái đứa cháu họ Lê này phải lên tiếng cực gắt. Nếu không mà là một người cha không đủ khả năng dạy con mình nữa thì hãy nhờ vào cái viện mà phục hồi nhân phẩm của xã hội này để giúp đỡ đứa con gái mình nó sớm thức tỉnh và trở thành một công dân tốt và thực hiện những vấn đề pháp luật cho tốt. Đó là cái điều mà tôi hết sức là mong mỏi à. Và mời anh có ý kiến à. Dạ cũng hoàn toàn đồng tình cái ý kiến của chú về câu chuyện mà tới thời điểm hiện tại thì cái cô cháu gái này vẫn còn rất là cố chấp và cô ta cũng từng lên nói là em bị chửi quan, bây giờ em cũng không biết nhục luôn đó. Thì không biết tại sao họ lại có một cái, cũng là một nghệ sĩ đó, mà không biết tại sao lại là cái tư cách và cái nhân cách của họ là như vậy nữa. Mình cũng không hiểu nữa à. Thì bây giờ thì không chỉ cô cháu gái, cái cô trợ lý, mà cái ông con nuôi thì cũng vậy à, cũng là liên quan tới cái tiền BH luôn à. Mọi người tính ra thì đúng là nói nhắc lại thì cũng rất là thương như cô nghệ sĩ. Toàn là những cái lũ ăn bám, những cái lũ mà sống ký sinh à, thực sự nó bu bám và drama này vì cái đồng tiền, vì trục lợi thôi. Chứ cũng chả ai mà vì thương ba nuôi, vì thương cậu à, thì vì thương anh năm à, thực sự là nghe cũng cảm thấy khá là bức xúc à. Thì bây giờ là những cái việc làm của tụi nó là bị nghiệp quật thôi. Bây giờ là cố nghệ sĩ Linh Thiên cũng thấy những cái việc làm của tụi nó và cũng thấy những cái việc làm của nhà số 5 à, nên Ba Tư cũng đã rất là nhiều lần nhắc nhở tụi nó là nhân quả báo ứng mà đó, thì bây giờ tụi nó cũng bây giờ nó cũng sáng mắt rồi. Những cái chuyện mà trục lợi trên cái nỗi đau của người khác thì phải nhận một cái kết đắng đó chú. Và cộng đồng mạng đều kết luận họ là cái bọn ký sinh trùng. Tại sao chúng ta không nói nó là con này con kia, trong cái loài vật này thì nó cũng nhiều con ăn bám lắm, mà tại sao nó nói là cộng đồng mạng lại kết luận bọn họ là ký sinh trùng? Anh biết sao không ạ? À? Tôi cũng xin phép là mạng phép là trả lời luôn. Tại vì sao họ bây giờ họ như con ký sinh trùng, nó không có đôi mắt anh ạ. À? Tại vì nó là cái động vật cấp thấp nhất mà anh, đúng ạ. Nó không có con mắt và nó sợ ánh sáng. Nó chỉ biết ăn và trục lợi bản thân thôi. Chứ nó không dám nhìn ra xã hội. Nó không nhìn nhận về cái nhân sinh quan của con người. À, cái cách sống của con người chúng ta như thế nào, phải tôn trọng đạo đức và truyền thống tốt đẹp của là người Việt Nam. Và thứ hai, thượng tôn pháp luật thì bọn nó không cần biết, bất chấp, không có con mắt để nhìn. Mà chúng nó chỉ biết là có một cái là một cái mồm. Thật sự là hút sâu những cái gì trục lợi cho bản thân, đầy no bụng, đầy túi tham của mình thôi. Mà nói theo mà như là ông Nguyễn Du cũng đã nói là sạch sành xanh vét cho đầy túi tham thôi. Họ bất chấp, thật sự là đau lòng. Sau khi một cây cao bóng cả để lại riêng bản thân ông, để lại cho chúng ta nhiều cái hình ảnh, nhiều cái di ảnh rất đẹp, nhiều nghĩa cử rất đẹp, lời nói là đáng để lại là cho con cháu học hỏi. Còn bên cạnh đó những kẻ sau lưng đó là cũng một số kẻ nha, á, trục lại vào đó chảy nước mắt rồi á là con thương cậu, rồi bà con nuôi thương cha, rồi cuối cùng thì sao? Và đều là một cái lũ ký sinh trùng chui vào mùi tan tóc đó để kiếm lợi sinh nhai.
rồi để sinh sống thật sự là đau buồn. Cũng mong rằng trong hội nghệ thuật Việt Nam hãy có những cái động thái gì đó là có tác động với những con người á, là những con người này là những con người của nghệ thuật anh ạ. Đúng không ạ? Đó rõ ràng thì cũng mong cái tổ chức mà đâu đó là họ còn trong cái tổ chức nghệ thuật hay không, hay là họ trở thành một cái phường hát rong rồi anh. Không, nó xin lỗi, người hát rong người ta cũng vẫn tốt quá nè, người ta đem lời ca tiếng hát của người ta để đổi lấy một vài đồng bạc để người xa sống một cuộc đời thanh danh và thanh đạm. Còn đằng này nó là một cái gì đó để làm ô uế đi cái những người nghệ sĩ trong nghệ thuật Việt Nam, đó là cái điều hết sức là đau lòng. Và mời anh có ý kiến ạ. Dạ vâng, thì cũng rất là đồng tình ý kiến của chú. Thì hôm nay chúng ta phân tích về ba nhân vật, thứ nhất là cô cháu gái, thứ hai là thằng con nuôi Phạm Phúc, và thứ ba là cô trợ lý luôn. Thì nói chung thì cũng hy vọng là họ sẽ có lúc nhiều khi nằm một đêm suy nghĩ là những cái việc làm của mình bây giờ coi như là không còn gì để mà cứu vãn cho họ nữa. Đó, bây giờ cái câu chuyện pháp lý nó quá rõ ràng rồi, những cái gì không phải của mình thì mình cũng không nên tranh giành làm gì đó. Giàu cha giàu mẹ thì ham, giàu anh giàu chị, giàu cậu giàu chú thì ai làm nấy ăn đó. Đừng cái mơ mà đi chiếm cái tài sản của con gái như người ta. Thì đó là cái thông điệp mà mình cũng như là chú khán giả muốn gửi gắm đến quý khán giả trong video clip này. Chú có muốn góp ý gì thêm nữa không ạ? Để tiếp lời của anh thêm như thế này. Bây giờ tôi xin hỏi những nghệ sĩ là cháu gái, nghệ sĩ là con nuôi bán bàn thờ gì đó, rồi họ với cái cô ô xin đó là cái người lao động cái từng lớp thấp nhất của xã hội này, ba người này họ có đồng giai cấp hay không? Chứ tôi thấy cuộc sống họ và tâm tính họ, lòng tham họ thì đều bằng nhau cả, chỉ biết cướp lấy của người khác để làm của riêng cho mình rồi đem về gặm nhấm. Một kẻ thì dựa trục lợi vào cái danh của là anh Năm á, là lo lấy tên họ lót trong nghệ sĩ rồi để ăn sống cuối cùng bán luôn cái bàn thờ của anh Năm đó. Thì vì nó đã cho thì bây giờ đó là cái bàn thờ của anh Năm rồi bây giờ nó lấy bán, rõ ràng là chúng tôi định nghĩa không sai đâu bà con ạ. Nó bán cái bàn thờ của ông Năm để nó bị gia tiếp, rồi một kẻ tao họ gì kệ mẹ tao, bỏ luôn cái dòng giống ông cha của mình là họ Lê kệ mẹ nó đi, để rồi mình nhảy vào đó mình trục lại rồi đó là một bước của pháp lý đã chẳng đứng được một vấn đề thì họ không thức tỉnh. Rồi quay lại vấn đề một kẻ ô sinh, một người dưng nước lã làm công ăn lương rồi bây giờ nhảy vào thừa kế trục lại luôn tài sản là cái kênh YouTube và giả dạng cái bàn thờ đó, rồi là cũng ăn luôn cái hình ảnh của anh Năm. Thật sự là đau lòng quá cho ba kẻ này. Một kẻ thì tôi nói là cũng đáng trách, nhưng mà càng đáng trách hơn là hai người nằm trong nghệ thuật. Rõ ràng là đau đớn quá cho những người làm nghệ thuật Việt Nam. Nếu như chúng ta nhìn lại những người truyền bá những nghệ thuật, những truyền thống tốt đẹp của ông cha ta đó, ông cha ta để lại như vậy mà chúng ta nè, ví dụ nha, nửa mà nhóm ca sĩ trong bộ phận mà nghệ sĩ có nhiều thành phần như vậy thì có phải chăng họ còn đem lại được cái truyền thống tốt đẹp của ông cha ta để lại hay không? Đó là vấn đề chúng ta phải là hết sức là buồn và ưu tư. Và tôi cũng có vài lời góp ý cùng anh và cùng cộng đồng mạng để chúng ta có nhiều cái suy gẫm ạ. Và xin hết và xin chào ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến đóng góp của chú rất là nhiều ha. Xin chúc chú một ngày mới thật nhiều sức khỏe bình an. Cái video clip của mình đến đây cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nha. Có những cái thông tin gì mới liên quan đến câu chuyện pháp lý của chị Loan và gia đình số 5 thì mình sẽ lên video ngay lập tức. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.